Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép shop em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích đạp xe trên mọi miền Tổ quốc. Nội dung chính của video ngày hôm nay thì cho phép shop em là không đi chi tiết về một cái chiếc xe đạp nào cả, mà shop em là một video thông báo tới các bác đang trong cái chương trình ưu đãi tri ân khách hàng, thì shop em giảm giá từ 300 đến 500 nghìn đồng trên một số cái mẫu xe mà ngày hôm nay em giới thiệu. Thì các bác nào quan tâm, các bác hãy ở lại với em để xem hết cái video ngày hôm nay nhé. Và trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay thì cũng cho phép shop em xin được nói qua về cái cách thức mua bán cũng như là giao dịch của shop, để các bác nào mới vào kênh, các bác chưa biết thì các bác có thể là tham khảo luôn. Ở shop em thì ở Bắc Giang, nếu các bác ở gần thì các bác cứ đến trực tiếp bên shop xem xe cũng như là mua xe trực tiếp luôn. Thế còn các bác nào mà ở xa không đến được tận nơi xem xe cũng là mua xe thì các bác tham khảo qua video. Và để giao dịch thành công với shop thì các bác cứ alo trực tiếp theo số máy mà em để ở phần tiêu đề, phần mô tả. Số máy đó thì có Zalo, các bác kết nối Zalo với em thì các bác nào chưa tin tưởng thì em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác xem để các bác dễ dàng mua bán. Và với các bác nào ở Bắc Giang thì nếu như mà các bác không đến được bên shop thì bên shop là có hỗ trợ giao hàng tận nhà và miễn phí cho các bác. Và các bác nào mà ở xa thì là bên em mà luôn nhận ship code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Và nhận hàng thì quyền lợi lớn nhất của các bác là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đúng mẫu mã như trên video em quay, các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá. Còn trường hợp nào mà sai mẫu mã, sai số lượng thì các bác có quyền từ chối nhận hàng. Đấy là quyền lợi lớn nhất của các bác khi mà mua hàng bên shop em. Thế còn quan điểm bên shop em thì quay video như thế nào, hàng đến tận tay các bác như vậy, nên trước khi các bác mà đưa ra quyết định đặt xe ấy, thì em chỉ lưu ý các bác một cái điểm nhỏ này thôi. Các bác tham khảo thật kỹ video mà em giới thiệu về xe đi, để tránh trường hợp là gửi hàng đến nơi thì nói thật các bác là hàng này khi mà đóng cho các bác là nó như là hàng em nhập từ công ty về đây, nguyên đai nguyên kiện đó, mà nó thuộc dạng là hàng cồng kềnh. Gửi hàng đến nơi mà nó xảy ra cái vấn đề gì khúc mắc thì nó cũng không hay, vì chúng ta là người lớn rồi, chúng ta nói là phải có uy tín các bác nhé. Và không để các bác chờ lâu nữa thì em sẽ đi vào chi tiết của video ngày hôm nay. Em sẽ quay cho các bác xem. Ở đây nhà em vừa mới bài thêm một số mẫu MTB và Touring xe đạp đua chưa khui ra, nhà em mới để ở đây thì tiện là một video giới thiệu cho các bác xem luôn đó. Và trước tiên thì ở đây nếu mà các bác nào yêu thích cái dòng xe đạp đua thì có thể tham khảo qua cái mẫu xe đạp đua của hãng Sunfit Triton đó. Cái mẫu xe đạp này thì công khai giá các bác luôn nhé. Trước đây nhà em bán là đúng giá là 8 triệu thì nhà em mới bán, nhưng mà trong đợt giảm giá lần này thì nhà em bác nào chốt xe sớm thì giảm giá cho bác là 500 nghìn đồng, là còn 7 triệu rưỡi bao phí cước vận chuyển, quà tặng thì mặc định trong tất cả các xe lần này. Em nói luôn về quà tặng là tặng cho các bác là một cái gọng bình cũng như là một cái bình nước và bộ lục lăng. Đó là về phần quà tặng, còn các bác lấy thêm phụ kiện gì thì các bác phải mua thêm các bác nhé. Thì đấy là cái dòng Sunfit Triton tay cong này. Đây là phiên bản màu đen. Còn các bác nào mà yêu thích về cái dòng xe đạp MTB, xe đạp địa hình, thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu xe đạp địa hình MTB Line này. Mã của nó là Toronto. Con này thì cấu hình của nó gần như là full nhôm rồi các bác nhé. Phanh đĩa có dầu, bộ bấm xả của hãng AX. Và xe này thì đúng giá trước đây nhà em bán là 9 triệu đồng, đợt này giảm giá 500 nghìn đồng là còn 8 triệu rưỡi bao phí cước vận chuyển. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì chụp màn hình mà gửi cho em qua Zalo thì em sẽ biết để tư vấn cho các bác. Thế còn các bác mà yêu thích cái dòng xe Touring thì ở đây nhà em là còn hãng Andorre này, Califa này, Sunfit, Kipler này, và hãng Fuji, và một số các cái mẫu xe khác ở trên màn hình các bác thấy đây. Thì nó nằm ở cái phân khúc giá tiền là từ 4 triệu 8 cho đến 6 triệu rưỡi và đến 9 triệu. Thì mỗi một cái chiếc xe đạp các bác mua trong đợt này thì nó sẽ giảm giá từ 300 đến 500 nghìn đồng đó. Riêng cái dòng Califa đây, dòng Califa CT700 này thì chỉ giảm cho các bác được là 300 nghìn đồng và bao phí cước vận chuyển các bác nhé. Cái dòng Califa này nhà em không giảm được nhiều đâu, bởi vì là đi buôn thì là phải có lãi thì mới bán các bác nhé, không có lãi là không bán đó. Còn con Line lại dành cho các bác nào yêu thích về cái dòng xe đạp đua. Ở đây là con xe đạp Line
Eric Lucifer. Con xe đạp lai Eric Lucifer này nó có phiên bản màu là màu nâu trắng, kết hợp in chữ đen chìm, khung sườn nhôm. Đó. Trục là trục đặc và bên trong có hai vòng bi bạc đạn. Phanh thì nó có 4 phanh để các bác có thể là sử dụng cả tay cong lẫn tay bằng luôn. Con này là công khai giá các bác là 6 triệu rưỡi, đợt này giảm giá còn 6 triệu bao phí cước vận chuyển. Quà tặng thì như lúc phần đầu em nói rồi, có 3 quà tặng luôn. Còn các bác lấy thêm thì là phải mua thêm. Và đây sang đến cái dòng Louis Gagler dành cho các bác mà yêu thích cái xe đạp touring của thương hiệu châu Âu này. Con này mã của nó là LGS Seat. Thì con này là ở nhà em là bản thiếu. Thì bản thiếu này so với cái bản đủ của nó là chênh nhau vào gần 2 triệu đồng. Thì đợt này mà các bác nào mà lấy thì giá cực kỳ ưu đãi nhá. Con này nếu đúng giá trước đây nhà em bán là 7 triệu, đợt này giảm giá còn 6 triệu rưỡi. Và quà tặng em đã lắp sẵn trên đây rồi. Em làm một video trước nên là em lắp phụ kiện lên rồi. Riêng con này quà tặng nó sẽ có như này nhá. Con này là 6 triệu rưỡi Louis Gagler. Đó. Quà tặng ở đây thì được hơn những con khác là có chắn bùn này, có gọng bình bình nước thì có rồi, thêm bộ lục lăng nữa. Con Louis Gagler này nó khác với cả bản đủ là đùi đĩa. Con này là Bluel thì cái con bản đủ kia nó là của Shimano và bộ bấm xả cũng thế. Bộ bấm xả của con này là Shimano thì bộ kia nó của hãng Twitter hay gì đấy, thì nói chung là nó khác nhau về cái bộ bấm xả và cái đùi đĩa, nó không khác nhau gì là mấy đâu các bạn. Mình đi cũng cấu hình gọi là gần như thế mà giá thì ưu đãi, thì các bác mua thì cũng nên là cân đối. Sang đến cái dòng địa hình thì các bác có thể tham khảo qua cái dòng Line Marvel này. Con này thì đúng giá trước đây là nhà em bán là 5 triệu, nhưng mà đợt này giảm giá còn 4 triệu rưỡi, giảm giá 500.000 đồng các bác nhé. Con này nếu như mà các bác đi đạp địa hình khá là ok, khung sườn nhôm này, cuộc là cuộc dầu có khóa hành trình. Đó. Bộ bấm xả đây là của hãng Shimano các bác nhé, phô tăng nhôm. Sang đến ở cái tầm 6 triệu rưỡi thì các bác cũng nên tham khảo qua về cái con xe đạp địa hình MTB của thương hiệu Line này. Mã của nó là ở đây là con đây Kenturi Classic, thì các bác có thể tham khảo qua về cái con này. Con này cấu hình của nó gần như full nhôm luôn. Đó, có 3 tầng lip. Xin lỗi các bác là có 3 tầng đĩa và 7 tầng lip sau, 3 x 7 cấp độ các bác đi đạp địa hình này. Bánh lốp to. Nhiều nhám để nó đi có độ bám đường rất là tốt. Về cái hãng Marvel của xe địa hình MTB thì nhà em vẫn còn đủ màu nhá. Và Sunpit Kibler cũng thế, là xe touring này vẫn còn đủ màu này. Nói chung là các bác mà đã mua hàng bên shop em thì có được nhận ưu đãi hết các bác nhá. Thế còn các bác nào mà là nữ thì có thể tham khảo qua cái mẫu xe đạp Line Louis này. Đây là dành cho xe dành cho phái nữ hoặc là các bạn học sinh đi học. Đó, ưu đãi nhiều nhất các bác nhá. Các bác mà ở Bắc Giang ấy mà mua xe thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển tận nhà luôn. Có nhân viên kỹ thuật đến ráp và cân chỉnh ok cho các bác thì thôi nhá. Và video này thì em xin phép là được tạm dừng tại đây và cảm ơn các bác đã xem hết video. Và để giao dịch thành công với shop thì như phần đầu em đã nói rồi á, các bác alo trực tiếp theo số điện thoại mà em để phần tiêu đề, phần mô tả, thì số máy đó có Zalo, các bác kết nối Zalo với em thì em sẽ trực tiếp tư vấn này, báo giá cụ thể, gọi video em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác xem. Và các bác nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận những thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Cảm ơn các bác ạ.